Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Tiểu Vy bất ngờ nhận được món quà cực đặc biệt nhân dịp sinh nhật. Đón sinh nhật đặc biệt giữa mùa dịch, Hoa hậu Tiểu Vy trổ tài đứng bếp nấu 1.500 suất cơm cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cô còn nấu trà sữa cho ekip nhân ngày sinh nhật của mình. Hoa hậu Tiểu Vy chính thức bước qua tuổi 21 trong ngày 23 tháng 8 vừa qua. Khác biệt với việc tổ chức những bữa tiệc hoành tráng mọi năm, lần này cô nàng dành phần lớn thời gian để tham gia vào hoạt động cộng đồng. Nổi bật là đồng hành cùng bếp ăn thiện nguyện của câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm để nấu ăn phục vụ đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Không còn là một nàng hậu lộng lẫy trong những bộ cánh dạ hội, Tiểu Vy lại xuất hiện đơn giản với nhan sắc mộc mạc cùng chiếc áo đồng phục của bếp. Với tài năng nấu nướng của mình, người đẹp không ngại trổ tài để nấu 1.500 suất cơm gà chiên nước mắm trong ngày đặc biệt này. Bên cạnh đó, cô còn tự tay làm trà sữa để chiêu đãi các thành viên bếp trong giờ nghỉ trưa. Đáng chú ý là ekip cũng bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vy trong ngày này. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn vì quy định giãn cách xã hội, nhưng nàng hậu xứ Quảng vẫn nhận được những món quà được ekip tận dụng tại bếp như gạo, nước mắm, bánh kẹo, nước uống tăng lực, khẩu trang, nước rửa tay, nước súc miệng. Có thể nói, đây đều là những món quà giá trị và thiết thực nhất trong thời điểm dịch bệnh lúc này. Được biết cho đến hiện tại, Tiểu Vy cùng bếp ăn Suối Mát Từ Tâm đã hoàn thành gần 75.000 suất ăn cho các y bác sĩ, đội ngũ dân quân, lực lượng cảnh sát, cũng như giúp đỡ những người cơ nhỡ, người có hoàn cảnh khó khăn trong suốt hơn một tháng qua. Bên cạnh đó, cô còn tham gia vào chiến dịch, cứu trợ 50 tấn gạo và 10.000 phần quà đến công nhân nghèo, lao động thất nghiệp tại các khu phong tỏa. Đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy được yêu mến bởi gương mặt sắc sảo chuẩn quốc tế cùng body gợi cảm và đầy khỏe khoắn. Trong suốt 2 năm nhiệm kỳ, cô nàng đã làm tròn sứ mệnh của một nàng hậu và đạt nhiều thành công nổi trội ở những lĩnh vực khác nhau. Cô được gọi tên vào top 30 Miss World 2018 và cũng được ưu ái khi đại diện mang văn hóa Việt Nam ra thế giới tại các sự kiện quốc tế. Ở độ tuổi nhan sắc nở rộ, cô được ưu ái với danh xưng Hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu khi từng thắng giải Best Face of the Year. Bên cạnh đó, Tiểu Vy cũng được nhiều nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam chọn mặt gửi vàng tại những sàn diễn thời trang hàng đầu với vị trí First Face và Vedette. Mặc dù đã trao lại vương miện, nhưng cái tên Tiểu Vy vẫn chưa từng bị lu mờ khi cô vẫn luôn có mặt ở những sự kiện lớn nhỏ và là đại sứ của nhiều nhãn hàng lớn. Giờ đây, cô nàng tập trung đầu tư vào sự nghiệp diễn xuất sau thành công đầu tiên với vai diễn nữ chính của một MV đình đám. Song song với các hoạt động giải trí, Tiểu Vy vẫn là một nàng hậu tích cực cống hiến cho cộng đồng bằng những dự án nhân ái thiết thực. Trước đó, cô nàng với vai trò chủ tịch danh dự của câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm đã kêu gọi đóng góp cho quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Nàng hậu cũng đã có những chuyến đi thực tế đến gặp gỡ trao quà cũng như hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhân có hoàn cảnh ngặt nghèo với những việc làm ý nghĩa của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.